Vượt qua hàng chục km đường rừng để đưa con đến điểm nhà bán trú vào buổi sáng thứ hai. Trên chiếc xe máy chở con, chở cặp sách, anh Hà Văn An ở xã Gia Mơ, huyện Chư Bờ Rông cùng nhiều người lao động khác còn chở cả những hành trang để con mình sinh hoạt trong những ngày xa cha mẹ để học con chữ. Tại điểm nhà bán trú tại xã Gia Bòn, huyện Chư Bờ Rông, đầu mỗi tuần, người lao động thuộc Trung đoàn Kinh tế Quốc phòng 710 gửi con ăn ở tại đây rồi lại đón con trở về nhà vào mỗi chiều thứ sáu. Cũng được Đảng ủy Ban Chỉ huy Trung đoàn tạo điều kiện làm cái nhà bán trú ở ngoài này, gửi cô bảo mẫu ra ngoài này cho phụ huynh chúng tôi ở trong kia thì cũng yên tâm công tác. Từ khi mà có cái nhà bán trú này thì anh em công nhân ở trong đội chúng tôi trong kia thì cảm thấy nó yên tâm hẳn lên. Điểm nhà bán trú được Trung đoàn Kinh tế Quốc phòng 710 xây dựng từ nhiều năm nay. Nơi đây đã chăm sóc hơn 30 em là con của các công nhân, người lao động thuộc đơn vị, nhà cách xa trường học. Các em ở đây cả tuần để học tại các trường trên địa bàn, trong khi bố mẹ bận làm việc ở xa. Phụ huynh sẽ thay phiên nhau tới hỗ trợ cô giáo chăm sóc các con. Được sự quan tâm tới Đảng ủy của Trung đoàn thì thành lập cái điểm bán trú này thì để cho tạo chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ học hành cho con em của công nhân để công nhân mình có thể là yên tâm để công tác, để yên tâm làm việc, không phải là suy nghĩ tới con cái mình học hành nữa. Ý là đưa ra tới là có cô chăm sóc, có phụ huynh lo ăn ngủ rồi. Cái công việc này thì cũng bình thường thôi, tại vì cũng giống như gia đình mình là phải là cho ăn, cho ngủ, rồi cho học, cho hành. Rồi cũng giống như làm một người mẹ thứ hai vậy của các cháu vậy. Xa gia đình, thiếu sự chăm sóc của bố mẹ, khó khăn, thiếu thốn, nhưng các em luôn vươn lên, rèn luyện. Lớn giúp bé, giúp nhau giặt giũ, nấu ăn, bảo ban nhau học bài. Giờ ăn đến, không phải để cô nhắc nhở, cô chia cơm. Các em tự vào chỗ ngồi, chuyển bát cho nhau, trật tự, gọn sạch. Trong gian khó, những đứa trẻ như càng sáng rõ hơn, tự lập, thích nghi môi trường và hoàn cảnh sống. Em năm nay 15 tuổi, sống ở đây được 4 năm rồi ạ. Khi sống ở đây em cảm thấy rất vui, có nhiều người, có mấy em chơi cùng cũng vui. Có cô chăm sóc thì cảm thấy có, dù không có bố mẹ bên cạnh chăm sóc nhưng mà em cảm thấy có cô như vậy thì cũng đỡ được phần thêm tình cảm của bố mẹ. Từ nhà em đến trường thì cũng xa vì được mấy cô mấy bác làm nhà bán trú ở đây thì con đường đến trường của em nó rút ngắn lại. Nhờ được chăm sóc tương đối toàn diện từ nơi ăn chỗ ngủ, từ đó các em có điều kiện quan tâm việc học tập của mình hơn, chất lượng giáo dục của nhà trường cũng được nâng lên. Được đi học em cảm thấy rất vui, em sẽ quyết tâm học giỏi. Em rất thích đi học, ở trên lớp em học giỏi nhất là môn tiếng Anh. Em ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho tất cả mọi người. Các cháu thì nói chung là ở trên lớp thì ngoan ngoãn, lắng nghe cô giáo giảng bài. Các cháu thì nói chung là xa gia đình, đó là một cái sự thiệt thòi lớn. Thì ở trên lớp thì thầy cô cũng khích lệ động viên các em là cố gắng học tập tốt. Rồi là khi mà các em có sự tiến bộ thì cũng là khen ngợi, động viên. Rồi là những em mà có thành tích tốt thì cuối tháng thì lớp cũng có những cái phần quà nho nhỏ để tặng các em, để khích lệ các em. Trung đoàn 710 đứng chân trên địa bàn 4 xã miền núi của huyện Chư Bờ Rông. Đây là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Cái khó khăn nhất của đơn vị hiện nay là con em công nhân của đơn vị là đi học rất xa. Để tạo điều kiện cho con em của công nhân được đến lớp đầy đủ thì từ năm 2017 đơn vị đã thành lập hai cái điểm trường bán trú, một điểm bán trú ở xã Gia Bòn và một điểm bán trú ở xã Gia Pơ của huyện Chư Pơ Rông. Cái mô hình điểm bán trú mang lại cái hiệu quả rất thiết thực, cho nên là được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân rất tin tưởng và từ đó là yên tâm lao động sản xuất. Sự học ở vùng biên giới còn lắm khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ của bộ đội và với những nỗ lực của những người cha, người mẹ trong ngôi nhà thứ hai đã tạo động lực và gieo những hy vọng để giúp các em chinh phục những ước mơ.